đau hết vai gáy, bị thoát vị đĩa đệm, tê bế hết chân tay. Cô đã đi chữa nhiều lời lắm rồi, nhưng khỏi. Chữa chỗ Vũ Thị Hường cũng chữa rồi, mà các thầy các nơi, nhưng mà cô hiểu chữa nhiều thế nhưng mà vẫn không thấy đỡ. Nhưng mà cô đến đây cô thấy chỉ lần thứ hai cô thấy đỡ nhiều và ngủ được, không tê chân tê tay nhiều như đợt trước. Vậy 10 phần thì cô đỡ, cảm thấy đỡ được mấy phần ạ? 10 phần thì cô đỡ được 5-6 phần, là quá nửa rồi đấy. Dạ vâng. Quá nửa rồi. Vì đâu cô biết tới phương pháp cái chỉ này ạ? Vì cô nghe trên thông tin quảng cáo ở trên vô tuyến, thế là cô tìm đến địa điểm này để cô cấy chỉ, tìm đến để cấy chỉ. Cô thấy phương pháp cấy chỉ này có ưu điểm gì ạ? Cô thấy có cái ưu điểm là kiểu cũng không đau mà dễ chịu, thoải mái, không thấy đau đớn gì cả. Vậy cô có lời gì muốn gửi tới đội ngũ y bác sĩ của viện về chị Hải Đường đã không ạ? Cô thì cô chả biết nói gì, nhưng mà thôi cô đến đây là lần thứ hai cô đã thấy đỡ nhiều thì cô chả biết nói hơn gì nữa, chỉ biết cảm ơn đến các y bác sĩ và các nhân viên ở trong chỗ cái chỉ ở Nam Đông này thôi, dạ chỉ biết vâng. thế Cảm ơn cô nhé, cháu chúc cô mong bạn bè ạ. Thế cô chào tất cả.